các bạn. Các bạn ơi, hôm nay là ngày chủ nhật, một ngày cuối tuần, nhưng mà đang giữa cái mùa dịch là các bạn nhìn là không có ai ra đường hết trơn á. Mà mấy bữa nay ở nhà buồn quá cho nên là cuối tuần là mình cũng tranh thủ để đi ra, đi vòng vòng hít thở không khí đó các bạn. Và bây giờ thì vợ chồng mình mới vừa ăn trưa xong và bây giờ mình sẽ đi vòng vòng kiếm thôi có cái gì để tối nay mình mua mình ăn. Thì mình tính là sẽ mua pizza. Nhưng mà bây giờ thì đang ngay một cái mùa dâu đó các bạn. Mà dâu của Nhật nó rất là ngon, mà mấy chú dâu nó đẹp lắm, nó dễ thương lắm. Cho nên mình nhất định mình phải mua một ít dâu về để tối nay mình ăn. Các bạn cùng đi theo mình nha. Ở đây là một cái cửa hàng bán thức ăn, bán thực phẩm. Thì ở đây là chắc là họ có bán dâu đó. Để mình lại mình xem thử coi dâu của họ có đẹp, có ngon không. Wow. Dâu ở đây nhìn khá là hấp dẫn nha các bạn. Mà người ta đang giảm giá còn 98 đô Hồng Kông, là khoảng 300 ngàn. Một cái trái này nó khá là to, nhưng mà cái loại dâu mà nó bè bè, nó không phải là một cái trái dâu cái trái dâu mà nó nhọn nhọn đó. Trái dâu bè bè như vậy thì mình gọi là dâu gì ha các bạn, mình cũng không biết luôn. À còn cái loại này thì nó mắc tiền hơn một chút xíu. Cái loại này thì 178 đô Hồng Kông giảm giá xuống còn 105 đô. Cái này nó khác chỗ nào ta? À cái màu trắng này nó to hơn cái hộp màu đỏ một chút xíu. Nhưng mà mình muốn ăn cái loại dâu mà cái trái nhọn nhọn đó các bạn. Giờ mình sẽ đi qua cửa hàng chuyên bán trái cây để xem họ có dâu ngon hơn không nha. Mình sẽ mua dâu ở tiệm này nè các bạn. Đây là tiệm trái cây quen mà Bình rất thường hay ghé mua. Thời điểm này ở Hồng Kông bắt đầu khó mua thực phẩm đó các bạn. Tuy thực phẩm luôn đủ để cung cấp nhưng mà người dân mua quá nhiều cho nên trên kệ là thường là có tình trạng là thiếu hàng. Vì người ta không có muốn ra ngoài mua thực phẩm hàng ngày cho nên mỗi lần mua là người ta sẽ mua sẵn một đống luôn. Tuy là vậy nhưng mà ở tiệm này các bạn thấy họ vẫn còn khá là nhiều dâu và có nhiều chủng loại khác nhau để mình lựa nữa. Chúng mày đi con. Nico tôi hủ tự nhiên Nico. Ờ Nico mình bật hơn. Hủ tài lắp rồi. Ờ Nico không có gì. Hủ tài lắp rồi sẽ được. Cái đấy là đi đi ra được gì lắp không? Cái bạc mình xăm lắp rồi đi. Cái bạc mình xăm lắp. Không có đi ra được gì lắp rồi đi rồi. Ờ. Nico dầu phẩm hồng sách à. Mình sẽ mua pizza ở đây nè các bạn. Pizza ở đây là cái pizza mà size rất là lớn. Thì mỗi người ăn một miếng là no lắm luôn á. Tiệm pizza này khá là ngon mà nó rẻ nữa, nó không có mắc. Một người ăn một miếng này là no mà no căng luôn đó các bạn. Mình thích ăn pizza cho nên là mấy cái hương vị này, cái hương vị nào mình thấy cũng ngon hết. Bây giờ mình sẽ mua xong rồi tối khi mà ăn mình sẽ cho vào nồi chiên không dầu để làm nóng lại. Má co, hầu kì nó co. Con lại. Rất là tươi hà, đi còn hai này à. Thơm quá mấy bạn ơi.
Nàng đi ngang mà thấy nghe mùi thơm quá là phải đi vô coi có cái gì để mình mua mình ăn. Bánh mới ra lò thấy thơm quá, để mình mua một cái bánh táo về nhà ăn thử nha mấy bạn. Mình có rồi để yêu giấc co, mình có phải Hâm mộ à. Giờ mình cắt nha mấy bạn. Rất là giòn. Cái bánh này là bao nhiêu ta? 60 cổng mà nè mà. 39 đô hồng công mấy bạn, là khoảng cho là 40 đô hồng công đi là khoảng 120. Và cái bánh rất là chất lượng. Ở bên trong là nhân táo chất lượng. Cầm luôn. Ở đây dưới đây là táo nữa các bạn. Còn ở đây là giống như là kem custard đó, kem trứng á. Ăn thử miếng. Thơm thiệt luôn á. Cái bánh này hiện đang rất là nổi tiếng ở Hồng Kông đó các bạn. Cái brand bánh này là của Nhật. Mà nó rất là ngon, cái bánh nào của nó cũng ngon, cũng chất lượng hết đó. Ngon dễ sợ luôn. Dâu này nó cũng khá là to nha, nó có tới 4 hộp nhỏ bên trong lận. Mình thích cái hộp dâu này là vì nó có tới 3 loại dâu lận các bạn. Các bạn nhìn thấy nó có 3 màu không? Đó là nó là có 3 chủng dâu khác nhau. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Và mình cũng đã mua thêm hẳn một chai sữa đặc để lát nữa mình chấm dâu ăn cho nó ngon. Bây giờ mình ăn thử xem. Tiền tiền. Cái nhà ơi, mình đã rửa xong trái dâu của mình rồi nè. Nhìn nó rất là hấp dẫn và nó rất là thơm nha nhà ơi. Cái này là nó ghi cái trên cái hộp á là size M, là một hộp như vậy là nó có bốn cái hộp nhỏ. Còn nếu mà size L á, size to hơn á, một cái vỉ như vậy là chỉ có 2 hộp thôi, là một hộp nó to vậy nè các bạn, là size L, là giá là nó mắc gấp đôi cái này luôn. Các bạn ơi, cái dâu này á, là nó từ cái vùng cố đô Nara của Nhật Bản. Lúc mà mình đổ sữa ra rồi á, thì mình mới xem kỹ trên mạng thì người ta kêu là cái dâu này rất là ngọt, không có cần phải chấm sữa đâu. Thì lát nữa thì mình sẽ ăn thử coi, nếu như mà nó ngọt thì mình không có cần phải chấm sữa để làm gì nữa. Cái chai dâu mà cái màu mà hồng phấn mà nó hơi cam cam nhẹ như này nè, thì mình thấy ở Việt Nam mình nó gọi là dâu anh đào. Còn cái mà trái dâu trắng này á, ở Hồng Kông á, gọi cái trái dâu trắng này là bạch trân châu đó các bạn. Bạch trân châu. Thì mình có thấy á, ở người Nhật có người ta nói á, là cái dâu bạch trân châu này á, là trước đây á, là đã xém nữa là tuyệt chủng. Nhưng mà rất là may là người Nhật người ta đã nghiên cứu thành công để tái tạo lại cái chủng dâu này. Giờ mình sẽ ăn thử cái trái dâu màu đỏ trước nha mọi người. Ngọt lắm. Trên này thì mà mình sẽ điểm. Mài, hủ chơi à. Giòn ngon lắm các bạn ơi. Không có cần chấm sữa đâu. Ngon quá. Và bây giờ mình sẽ ăn tới cái dâu anh đào. Dâu anh đào này á, ở Hồng Kông người ta rất là chuộng ăn cái dâu mà màu hồng lợt này các bạn. Cái này á, bên này người ta gọi là thảm xịt. Thì mình không biết dịch ra tiếng Việt thì gọi là cái gì, nhưng mà mình dịch đại nha là gọi là tuyết nhạt. Là giống như tuyết mà cái vị nó nhạt nhạt á, thanh thanh á. Mình ăn thử coi.
đúng là cái vị của nó nhạt hơn cái vị xì dầu màu đỏ, nhưng mà ăn rất là ngon. Thanh thanh nhạt nhạt, trái dâu này nó cũng ngọt không kém gì cái trái dâu màu đỏ hồi nãy. Giờ mình ăn tới trái dâu bạch trân châu, nhìn dễ thương quá đi. Trái dâu mà trắng bóc gì lạ quá mấy bạn, trời nó ngon nó ngọt. Hủ đấy, hủ sạch quá, nó còn thiềm quá. Dù có close sạn mòn sạch cái mỏ phần đầu là không phải không phải đi lần có thể chỉ đi mày đi có thể không đi cái mày cô chỉ đi có lùng mày đi hay mày à không nói không đi cũng hay không đúng mình ăn mình thấy cái trái dâu mà màu hồng này á là nó ít ngọt nhất trong cái đống này. Mình chấm sữa. Chấm đi lại sao? Chấm sữa thì dâu nào chấm sữa cũng ngon hết. Video của Bình Bình đến đây là kết thúc nha các bạn ơi. Nếu mà các bạn thấy thích video này thì hãy nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho Bình Bình nha. Và nếu mà các bạn có yêu cầu thích Bình Bình đó review về cái gì đó thì hãy comment cho Bình Bình biết nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hãy chia cho Kim. Bye bye.